Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã có hơn 380 trường hợp công dân xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia. Nhiều hệ lụy từ việc xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép. Tiêu điểm nóng hôm nay. Mất tiền, đứng trước nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột sức lao động là một trong những hệ lụy mà người lao động phải đối mặt khi không may rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo xuất cảnh trái phép. Thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bộ phận người dân, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều vụ việc đưa người lao động đi lao động trái phép. Cụ thể như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi tiêu điểm nóng hôm nay. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn anh Thành Công. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian gần đây trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là từ tháng 4 năm 2022 trở lại đây, đã xuất hiện tình trạng công dân bị các đối tượng môi giới sang Campuchia lao động trái phép và bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, các sòng bài, bị cưỡng bức lao động hay là bị cưỡng đoạt tài sản. Chỉ vì lòng tham mà các đối tượng môi giới đã sử dụng nhiều chiêu trò và thủ đoạn lừa đảo để dụ dỗ, lôi kéo nhiều bạn bè và người quen xuất cảnh sang làm việc tại Campuchia mà không biết những rủi ro khi đi lao động trái phép. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Trung, 19 tuổi, trú tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Theo điều tra, Trung đã đưa chót lọt 4 công dân vượt biên sang Campuchia qua đường tiểu ngạch tại tỉnh Long An. Được biết, đối tượng này đã từng làm việc tại các sòng bài ở Campuchia. Em đưa được 4 người sang Campuchia làm việc thì bây giờ em cũng cảm thấy hối hận ạ. Dẫn bạn vào con đường sai trái vượt biên ạ. Công việc thì làm vất vả. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ 4 vụ với 8 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Bằng những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo họ sang Campuchia làm việc. Với những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ, lương cao. Dùng cái chiêu trò là đi lao động những cái việc rất là nhẹ nhàng nhưng mà lương cao. Ngoài ra thì địa bàn huyện chúng tôi thì có một số trường hợp thì khi mà đi lao động ở như tỉnh ngoài thì cũng bị các đối tượng môi giới để tổ chức đưa sang trái phép từ tỉnh ngoài. Đề nghị người dân thứ nhất là phải nâng cao cái cảnh giác, kiên quyết không nghe theo các đối tượng khi sang Campuchia thì có cái mức lương cao. Các đường dây mà nghi vấn cung cấp thuận lợi thông tin cho công an tỉnh qua cái đường dây nóng hoặc qua cơ quan công an nơi gần nhất để chúng tôi điều tra, xác minh và xử lý. Đến nay, Thanh Hóa có hơn 380 trường hợp công dân xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia. Trong đó, lực lượng chức năng đã xác định được 65 trường hợp bị lừa, bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, khống chế, ép buộc thực hiện hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã nhận được rất nhiều thông tin về việc công dân Việt Nam bị lôi kéo, bị lừa sang Campuchia theo con đường hợp pháp hoặc bất hợp pháp để làm việc trong các sòng bài, cá độ, xổ số hoặc cơ sở game online. Trên cơ sở tin báo của các nạn nhân, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia đã khẩn trương liên hệ đề nghị cơ quan chức năng của Campuchia tiến hành giải cứu và hỗ trợ được một số nạn nhân về nước. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp và chưa thực sự được giải quyết triệt để. Nhẹ dạ cả tin bởi những lời mời chào hấp dẫn, nhiều người đã vỡ mộng trước hiện thực khắc nghiệt khi phải lao động trái phép tại Campuchia và cuối cùng đã phải trở về tay trắng hoặc mang theo cả gánh nặng nợ nần và thậm chí là phải đánh đổi cả bằng tính mạng. Đã gần một tháng qua đi, nhưng gia đình ông Trần Văn Trung ở xã Quảng Long, huyện Quảng Xương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin con trai ông đã mất sau khi sang Campuchia lao động trái phép. Đầu năm 2022, con trai ông được một người bạn giới thiệu sang Campuchia làm việc. Đến đầu tháng 5, có người gọi điện báo cho gia đình là phải nộp 76 triệu đồng tiền chuộc con trai mới được về nước. Sau một thời gian mất liên lạc, thì đến ngày 24 tháng 5, ông nhận được thông tin báo rằng con trai ông bị đánh đập dẫn đến tử vong. Mình cũng trông có một phép màu nào đó thì trông con cái là mình sống thôi. Thì linh cảm thì nói chung là chờ chỉ 50-50 thôi. Mong nhà nước giúp đỡ, cứu các cháu của Campuchia về nước cho các cháu được bình an vô sự. Đến giờ phút trừ thì cũng chưa xác định được là nạn nhân là sống hay là chết. Và trước cái tình hình như vậy thì ban dân xã cũng đang giao cho các cái tổ chức đoàn thể xuống để cùng động viên gia đình. Vừa trở về nhà được ít ngày, nhưng anh Trần Chí Duy ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
vẫn còn ám ảnh, sợ hãi mỗi khi nhớ lại quãng thời gian lao động bên Campuchia. Cũng vì những lời chào mời việc nhẹ lương cao của các đối tượng môi giới lừa đảo mà anh Duy đã đồng ý sang Campuchia làm việc. Thế nhưng khi sang đến Campuchia, anh Duy phải làm việc liên tục 15 tiếng một ngày. Quá sợ hãi, Duy xin nghỉ việc thì được chủ công ty bắt nộp tiền chuộc thân, nếu không sẽ bị bán cho công ty khác. Ý thứ nhất là bọn em làm áp lực, làm bắt bọn em làm ngày 15 tiếng, làm 3-4 giờ sáng. Xong rồi bọn em xin gọi điện thì xin bố mẹ gửi tiền sang chuộc về với giá là 140 triệu. Đa số công dân xuất cảnh trái phép không thông qua các cơ quan chức năng đều tiềm ẩn rủi ro như không được bảo hộ về quyền công dân, bị giam giữ trái phép, ngược đãi, nguy hiểm về tính mạng, tài sản, bị chủ sở hữu lao động nợ lương hoặc bị bán vào động mại dâm. Bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi mọi người cần đề cao cảnh giác trước những lời rủ rê lôi kéo của các đối tượng môi giới lừa đảo. Trước tình trạng công dân bị các đối tượng lôi kéo môi giới xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép và những hệ lụy từ hành vi này, tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nhằm ngăn chặn tình trạng công dân bị lôi kéo môi giới xuất cảnh sang Campuchia và lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến. Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, lực lượng, các địa phương trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lôi kéo môi giới công dân xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép. Liên quan tới vấn đề này, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi công dân đề cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình mình. Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm buôn bán người tại Campuchia, thì đề nghị liên hệ với số điện thoại đường dây nóng hoặc tổng đài bảo hộ công dân đang hiển thị trên màn hình.